rừng lắng nghe cây tre cây lim nhường lối cho tiếng cuốc tiếng tròn vang vang lối ơi có anh trăng soi đường có tiếng suối trong ban mai tiếng gia cao trên sông này là chọn lối này của một cô gái người Hơ Mông rất là xinh đẹp. Hòa Minzy nhỉ? Cô đúng là Hòa Minzy rất là hấp dẫn. Cô không rời mắt khỏi được chờ được bạn ấy một tí nào cả. Và cái sức cuốn hút của bạn ấy rõ ràng, cái thứ nhất là hơn cô rất nhiều thời trẻ. Hồi trẻ là cô không có diễn được như thế, đứng yên thôi, chỉ có đi 2-3 bước phải đứng lại. cái thứ hai là cô cũng ngạc nhiên. Cô nói thì sợ là cứ Hòa khen cô xong cô lại khen Hòa, nhưng thực sự là ngạc nhiên thật. Giọng trong veo đi cơ, các bạn có hình dung như là giọng của Hòa nó như một cái giọt sương buổi sáng mà khi mà người ta đang rất là mệt mỏi, xong rồi khi mà sau một cái đêm hè nóng bức thì buổi sáng nhìn cái giọt sương nó long lanh đấy, cái tiếng hát của Hòa nó cảm giác như người ta được uống cái giọt sương buổi sáng rất là dễ chịu. Và đặc biệt là cái diễn đạt của Hòa trong cái Em Chọn Lối Này này, đây là một ca khúc mà cô rất thích, bởi vì nó cũng là cái bản thu đầu tiên khi cô về Đài Tiếng Nói Việt Nam của nhạc sĩ An Thuyên. Và cô không hiểu tại sao cô với Hòa lại gặp nhau ở một cái là nó rất là mộc mạc ý. Mặc dù là Hòa thì ở bây giờ Hòa hơi điệu hơn cô hồi trẻ một tí.
Hồi trẻ thì cô không 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 điệu được như thế. Thứ nhất là có lẽ là quen cái với đứng ở đài thu ấy, là chỉ có thu nhìn bản nhạc thôi, chứ còn đi ra sân khấu thì không có tự tin. Nhưng mà hôm nay thì Hòa cuốn hút cô, và cái giọng hát nó rất là kỳ lạ, là nó cứ như là cái tiếng chim véo von ở trên đỉnh trên núi đi, rất là thích. Chúc mừng em thực sự đấy, chúc mừng con, thực sự là con cảm rất ơn là hay. Quá đầu tư ạ.